Chào anh Codin và các anh chị thì ở bên Việt Nam là hôm nay là buổi tối rồi. Xin chào mấy anh chị ở bên Việt Nam nha. Rồi. Rồi thì sáng hôm nay á, coi như là hôm nay đi, hôm nay thì mình vô cái chương trình gọi là sức khỏe và đời sống cũng như thường lệ mình có về Việt Nam đó. Thì Hà nghe có như rất là nhiều người và nghĩa là quanh bên này quanh bên kia cái câu hỏi là lúc nào đây cái người này bị tai biến, người kia bị tai biến, rồi tai biến rồi thì họ sẽ học họ sẽ làm được cái gì, rồi phải làm sao và những cái sản phẩm nào thì có thể uống được với cái người tai biến. Thì nói chung ra đó cho nên chi bây giờ Hà có thể tóm lược sơ về cái vấn đề tai biến là gì trước, nên là mình có một cái khái niệm nho nhỏ để mà các anh chị có thể hiểu được thế nào là tai biến, tại vì nhiều khi mình nhầm lẫn hoặc là có một cái sự, tại vì cái chữ tai biến nó mông lung lắm, nên mình phải biết được là cái người này như thế nào để mình có thể cho họ sử dụng những cái supplement một cách chính đáng hơn nha. Như vậy đi. Thì cái mình sẽ xoáy vòng qua cái sơ qua cái tai biến xong rồi những cái vấn đề gì có liên quan đó và các anh chị có thể đặt câu hỏi và trả lời cũng như là những cái sản phẩm gì mình nghĩ là những người tai biến có thể sử dụng được trong cái những cái dòng sản phẩm Pharmanex của chúng ta. Ok, như vậy được không Hoàng con đi ha? À, được, thường đó, mấy cái câu hỏi thường đó chị à, nó luôn luôn xoay quanh, thấy phần lớn cũng hay nói về vấn đề tai biến, thì có thể là một số mấy anh em mình không hiểu đó, thành ra hôm nay sẵn đây cũng là dịp rất tốt để mà có thể là tìm hiểu thêm. Tại vì cái tai biến nó không phải xảy ra cho người lớn tuổi mà chị, mình dạo gần đây ở Việt Nam mình thấy có một số mấy anh chị tuổi khoảng chừng 20, 30 đã bị rồi. Thành ra cái kiến thức về vấn đề đó nó luôn luôn là cái điều cần thiết anh chị, nó không có dư đâu. Người ta mình đề nghị, người ta sẵn dịp hôm nay chị Hà nhắc về cái đề tài này cũng là một cái rất hay để một số anh em mình tăng thêm cái kiến thức và ít nhiều đó mình có cái ý thức về vấn đề mình phòng chống đó, mình ngăn ngừa nữa trước. Ok rồi, thì Hà cũng cảm ơn cô Đinh nè. Bây giờ cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Cái tai biến này cũng như Hà biết rằng là đúng rồi, là chỉ từng khoảng 30 tuổi trở lên là bắt đầu bị rồi, mà nhất là người phụ nữ nữa, chứ không phải là chỉ có là con trai đàn ông. Tại vì cái môi trường sinh sống và cũng giống như là những cái mà sinh hoạt hàng ngày và những cái thức ăn cùng những cộng mà mình đã ăn vào trong cái cơ thể của mình. Đồng thời cái tai biến nó cũng xảy ra cũng vì cũng có thể là nguyên nhân do về di truyền nữa. Thành ra và mình cũng có nhiều cái cơ hội để gặp nhiều cái ca khác nhau. Và như vậy thì mình sẽ chỉ để cho anh chị biết được cái đại cương để cho mình có nắm bắt được nha. Thứ nhất á, là cái sự tai biến là cái gì? Thì tai biến nó đến từ gọi là một cái phần não đó nào đó ở trong cái cơ thể của mình. Bất cứ cái phần nào nào đó nó bị gián đoạn, không có được cái cung cấp những cái oxygen hoặc là những cái máu cho cái bộ phận của não não đó. Ví dụ như là hoặc là nó cũng do có một cái sự gọi là rò rỉ máu, tức là có một cái sự bể mạch máu ở trong trong cái não bộ của mình. Thì những cái sinh hoạt cái vùng não nó sẽ bị cản trở đi. Đó là cái sự là gián đoạn máu nó không có luân chuyển tới hoặc là máu nó bị gián đoạn, đó làm cho cái vùng não được chỗ đó nó không có hoạt động. Những cái sự mà đột quỵ này thì có thể gây đến tử vong nếu mà nặng. Đó ha, thì những cái sự tử vong này nó đến rất là bất thình lình. Bởi vậy cho mình không hiểu là cái sự chết này đến từ đâu. Nhiều người á, có thể là nằm ngủ như vậy sáng ngày mai không có dậy được. Thì có hai trường hợp, một là đột quỵ tim, hai là cái xuất huyết mạch máu não và từ từ và người ta bị mất đi là vì cái mạch não bộ nó không hoạt động và tay chân sáng dậy không có rục rịch được ha. Cái nguyên nhân á, thì của cái đột quỵ này thì cũng đến với nhiều cái, hồi nãy Hà cũng nói là đến với nhiều cái sự
khác biệt khác nhau, nhiều yếu tố. Thì cái yếu tố quan trọng nhất đó là huyết áp. Vì cái sự tăng huyết áp, mấy anh chị biết rằng là ở Việt Nam mình cái sĩ số mà bị cao huyết áp nó càng ngày càng nhiều. Mình đi đâu mình cũng thấy là các anh chị em nghe, ồ huyết áp là rất là cao. Bởi vậy mình cũng nên đề nghị là tại vì cái chế độ ăn uống ở bên Việt Nam của mình, thứ nhất là ăn mặn, thứ hai là nó là hoạt động ít 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 có hoạt động. Bây giờ thì về thì thấy có những cái trung tâm hoặc là tới ngoài công viên người ta bắt đầu tập tài chi hay là tập thể dục này nọ hoặc là đi yoga, bắt đầu thấy có những cái chương trình gọi là thể dục, gọi làm cho tay chân mình nhiều hơn để cho cái những cái cơ quan trong người của mình nó được hoạt động tốt. Chứ thường thường cái đột quỵ này nó đến với những người mà thiếu hoạt động và tăng huyết áp. Hoặc là một cái vấn đề nữa là bị vỡ cái xơ động mạch vành của mình. Có những cái yếu tố khác á, là một cái gọi là làm cái bệnh người ta gọi là rung nhĩ, tức là cái tim của mình đó, những cái van tim của mình và những cái tim mình đập không đều đó thì cũng là làm nhồi máu cơ tim. Giờ khi mà cái bệnh nhồi máu cơ tim nó xảy ra, mấy anh chị nghe cái bài nhồi máu cơ tim của Thùy Trinh cách đây 1 2 3 tuần đó, thì cũng có liên đới, cũng có một cái vấn đề liên quan, và mấy anh chị cũng hiểu được cái cơ tim mình đập như thế nào để mà có thể biết được làm sao giúp cho tim mình hoạt động tốt để gây những cái chấn động về tổn thương của máu. Khi mà những cái tim mình không có đập đều đó, thì những cái máu của mình, nhất là cái chứng mà những cái người mà bị đá hồng cầu, tức là nhiều cái hồng cầu của mình, hồng huyết cầu của mình nó tăng nhanh quá, rồi nó tạo lên những cái cục máu đông, nên làm những cái cục máu đông này nó sẽ đi vào trong cái máu của mình và nó làm nhãn những cái đường tim mạch, những cái đường ven máu, những cái động mạch chủ của mình nó làm nghẹt lại. Thì khi mà sự nghẹt đó thì mấy anh chị thấy máu nó sẽ luôn luôn nó di truyền, nó chạy, nó lưu thông ở trong cái bộ tuần hoàn của mình. Thì tới nếu mà ở những cái động mạch, cái hộp máu nó tùy theo cái size, cái kích thước của cái hộp máu đó, cái cục máu đông nó đi, nếu mà nó bị bể ra và nó đi xuyên qua những cái động mạch máu máu não thì nó sẽ gây những cái đột quỵ ở trên cái não bộ của chúng ta. Hoặc là những cái người mà hay bị đái tháo đường, những cái người mà bị đái tháo đường đó là mình hay là gọi là bị tiểu đường đó, những cái loại người này cũng có những cái cơ nguy là bị cái tai biến của mình, hay là tại vì nhiều khi đường xuống thấp quá, đó cũng có hình thức làm cho tai biến được xảy ra. Phần đông là những người mà hút thuốc lá đó, thì anh chị biết rồi, về Việt Nam mình thì hút thuốc lá rất là nhiều. Đi đâu cũng thấy thanh niên từ khoảng 10, 15, 15 tuổi, hà thấy bên Mỹ thì cấm hút thuốc lá, là bắt đầu 18 tuổi mới được đi mua thuốc lá. Bên kia thuốc lá bán nhan nhản và chỗ nào cũng thấy có người hút thuốc lá cả. Đó là những cái hình thả là những cái hình ảnh làm mình thấy rõ ràng là cái cơ nguy đột quỵ đến từ đây. Ngoài ra đó, mấy anh chị cũng nói, bởi vậy mình nói là không phải chỉ có đàn ông mới bị mà đàn bà hay bị nhiều nhất, nhất là những cái người phụ nữ mà hơi trẻ trẻ. Là vì sao? Đó là vì dùng thuốc thụ thai. Đây là cũng một cái ảnh hưởng của những cái người đang còn trẻ, đột quỵ cho những cái người mà trẻ tuổi dưới 50 tuổi. Thì nói chung ra thì cái tỷ lệ và xác suất mà những người đột quỵ rất là cao, thì cứ khoảng chừng 200 cho tới 100 cho tới 200 ngàn người người ở trên nước Mỹ bị đột quỵ, thì tăng theo vào những cái tùy theo hàng năm và tùy theo cái sự sinh hoạt của cái môi trường của cái dân ở trong cái khu vực của nó. Thì Hà thấy là cái bệnh này cũng rất là thông thường ở bên Việt Nam, và mình cũng thấy là thường đông là những người lớn tuổi, chứ ít khi gặp người nhỏ tuổi. Nhưng mà bây giờ đó Hà thấy bắt đầu nó xảy ra với những người còn trẻ nữa.
nói đúng ra thì những cái triệu chứng và những cái dấu hiệu gì mình làm sao mình biết cái người này là bị đột quỵ hay không, thì những cái khi mà cái não bộ của mình nó không có được nuôi dưỡng đủ cái máu tới để nuôi dưỡng hoặc là đủ cái dưỡng khí oxy vào thì cái vùng não bộ của đó nó bắt đầu bị ngưng hoạt động trong một cái thời gian. Thì nếu mà mình nhìn vào những cái sự ngưng cái thời gian của sự ngưng hoạt động đó, nó sẽ gây ra những cái ảnh hưởng ở trong cái bán cầu não đó. Ví dụ như là nếu mà nó xảy ra ở phía bên bán cầu não phía bên trái đó, thì mình sẽ bị rối loạn về cái ngôn ngữ. Có nhiều người tự nhiên đâm ra nói chuyện bình thường, tự nhiên đâm ra nói ngọng hoặc nói đớt, hoặc là người ta nói ôi cái anh này tự nhiên trúng gió rồi tuột lưỡi. Đó là những cái mà mình ở nhà quê đó, mấy anh chị nghe những cái câu đó rất là bình thường. Tự nhiên ông ngủ xong cái bị tuột lưỡi, hay là trúng gió cái méo mặt, trúng gió cái tuột lưỡi, hoặc là ngủ nêm cái một cái tay tê lên cái không nhấc cái tay được. Người ta không biết đó là cái tai biến ở trong cái mạch máu não, người ta không biết đây là một cái triệu chứng bị đột quỵ và cái não bộ của họ, tức là cái phần não mà để ảnh hưởng tới cái sự sinh hoạt của một cái vùng nào đó nó bị bể hoặc là bị tổn thương, và người ta không được chăm sóc kỹ càng. Có nhiều người thì lại cả cảm thấy là tê thôi, tê tê và mình không có cảm giác, ví dụ cầm cái ly rồi nó tụt xuống ha, hoặc là nếu mà những cái triệu chứng này đó, nếu mà mình có thể là kéo dài rất là lâu có khi thì đột xuất mình thấy tức thì, hoặc là có những cái trường hợp mà mình có thể thấy hay ý đó, tự nhiên mình tê cái tay rồi mình không biết là vì sao cái tay này nó tê tê, rồi mình ý cả 24 tiếng đồng hồ hoặc nhiều khi 36 tiếng đồng hồ sau mình cảm thấy rồi mình lại bắt đầu mình hoạt động trở lại. Đây là cái trường hợp hình như Hằng nghe một người ở trong conference call của Thùy Trinh có hỏi đó. Cái biến chứng này thì người Mỹ nó gọi là TIA, tức là một cái gọi là thiếu máu cục bộ. Mình nói là ví dụ như cái mạch máu, viên máu nó nhỏ quá, nó xuyên qua và nó cứ mình tự tưởng tượng cứ giống như những cái hột hột bột bán đó, nhỏ nhỏ, nó hột rất là nhỏ, nhỏ hơn bột bán nữa, nó bay nó đi theo cái dòng máu của mình, nó đi ở trong cái bộ tuần hoàn, tự nhiên tới một chỗ nào đó nó chật quá cái máu nó bể ra và nó đi qua chỗ chật quá thì nó gây cái cảm giác nghẹt ở chỗ đó và cái phần cơ thể đó nó tự nhiên nó tê đi, thì mấy anh chị mới để ý và phải đi bác sĩ xem. Thường thường thì bác sĩ sẽ cho thử cái một gọi là cái độ đông đặc của máu là NIR, tức là chữ một cái sự cái một cái ký hiệu đặc biệt đó là coi sự sự đậm đặc máu, trước hết là coi cái sự đậm đặc máu của mình như thế nào. Ngoài trừ cái khám khám phá là cholesterol cao hay thấp thì nó cũng ảnh hưởng tới sự đậm đặc máu ở trong một cái cơ thể của mình. Mỗi 6 tháng mình chỉ nên đi thử máu một lần, một năm một lần thì về cholesterol. Còn nếu mà người nào cholesterol cao hoặc là có những cái biến chứng tê tê như vậy thì bác sĩ hay thử máu để xem thử, và sau đó đó thì kết quả là phải thăm dò đi ultrasound, tức là siêu âm xem thử những cái vùng mà hay tê đó nó có những cái triệu chứng là những cái cục máu đông nó xuyên qua hay không. Những cái mà trường hợp đó đó thì nếu mà nó xuyên qua những cái chỗ nào mà nó không có được thông thì nó sẽ gây ra tử vong. Thì mấy anh chị biết rồi, những cái nặng thì tử vong, nhẹ thì gây ra những cái sự liệt, và nhẹ nhẹ nữa thì tê tê xong rồi tự nhiên đùng cái là lại có thể là sinh hoạt được. Khi thấy có những cái triệu chứng, những cái biến chứng đó đó thì mấy anh chị nên đi bác sĩ nha. Đi đi ngay đó, thì phải đi ngay tức thì để mà người ta có thể một là thông. Có nhiều người đó đi thông tim chẳng hạn, người ta đi thông, hoặc là có những người mà có thể bác sĩ có thể phẫu thuật để lấy những cái cục máu đông ra được. Ở phía bên Mỹ này thì Hà thấy cũng có nhiều người, nhất là những người hút thuốc lá đó, thì cái những cái mà anh chị có thể nhìn
vào trong gương ha. À, xem hai cái này là cái mẹo thôi, không phải mẹo, cái này là có thiệt chứ, nhưng mà mình khám thử thì bác sĩ thì có con mắt rất là nhanh, họ nhìn qua cái cổ của mình nó có hai cái động mạch chủ chính đó. Mình nhất là mấy anh mà hút thuốc lá bây giờ xa gương thì xem cái chỗ đó nó phình ra, có nhiều người thấy cái chỗ đó nó cứng mà nó phình ra rất là to, thì mấy ở bên Mỹ thì người ta có cái máy thăm dò đặc biệt để xem thử cái độ phình đó, và họ phải đi giải phẫu để mà thay vào hoặc là đổi căng lồng ra để cho cái máu nó thông đạt lên não được một cách thoải mái, thì lúc đó mình chỉ có không tránh cái trường hợp mà bị đột quỵ, là bị mà xung huyết não. Rồi còn còn một, một một vấn đề nữa là phổi, ví dụ như những cái tĩnh mạch ở trong cái tĩnh mạch của mình nó cũng tạo ra những cái sự mà nghẹt đó. Những người mà bị viêm phổi nặng thì lâu lâu đó, những cái máu và vành phổi nó sưng, thì những cái cục máu nó máu đông nó cũng đi lang thang ở trong cái tĩnh mạch và nó đẩy xuống những cái tĩnh mạch chân. Bởi vậy nên mình thấy những cái người mà có những cái hạt 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 ở dưới chân, thì đó là hồi nãy là mình nói về động mạch ha, bây giờ là mình có những cái nó, còn bên giờ thì là những cái người mà bị tĩnh mạch chân như là thrombosis, tức là mình thấy tự nhiên chân mình nó hoặc là những cái ven của mình nó tự nhiên nó có những cái hột hột nhỏ 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 nhỏ, và cái tay của mình nó sưng tự nhiên nó chỗ có nó phình lên một chút xíu, thì đây là những cái về là huyết của những cái tĩnh mạch sâu mình rồi mình thấy nó bắt đầu nó trồi ra, nó nhập nhân ra ha, thì những cái cục máu đông này nó sẽ là đầu thì mình thấy tĩnh mạch không, tĩnh mạch thì đưa đưa máu đen về về phổi đúng không, đưa máu đen về phổi để mà nó lọc nó thêm cái kiếm oxy và nó đổi thành máu đỏ, thì cái tĩnh mạch của mình nó đưa vào thì vô tình nó đưa xuống và nó bắt đầu đi vào trong cái dòng gọi là bạch hồng cầu ha, tức là từ từ máu đen đổi thành máu đỏ, thì nó sẽ gây ra những cái và cái cục máu này nó sẽ chặn vào trong phổi làm cho mình bị tắc nghẹt ở trong phổi và mình có thể tắc thở, cơ nguy tử vong rất là cao. Nếu mà bây giờ thì có rất là nhiều cái bài báo, mấy chị có thể vào để quay hôm nay để hạt tìm ra có những bài báo để mà biết làm sao triệu chứng để mình biết là mình có đang đột quỵ hay không, đột quỵ vì lý do gì thì mình phải làm như thế nào ha. Thì thường thường đó thì nếu mà máu nhồi cơ tim đột quỵ đó thì mấy anh chị bỏ trong túi của mình, lúc nào trong túi của mình cũng nên có một một viên hai viên aspirin 81 ha. Cái bài này mình cũng Hà cũng nhắc với mấy anh chị, trong túi của mình lúc nào lớn tuổi đó thì mấy anh chị nên có cái viên aspirin 81, là vì lý do sao, aspirin nó làm cho cái máu của mình lỏng ra, nên thế mà mình nghẹt 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 á thì tự nhiên mình uống hai mình thấy khó chịu, đầu tiên hết là mình nhai vô hai viên aspirin đó thấm vào trong máu thì nó làm cho máu của mình nó lỏng ra nhanh cấp kỳ, để cho nó làm cho cái cục máu đông nó đánh tan cái cục máu đông đó trong cái đột xuất để chờ cấp cứu tới đó. Nên nên có ở trong túi của mình có hai viên, tối thiểu là hai viên aspirin 81. Đây là một cái mẹo nhanh để mình chỉ có thể cấp cứu được. Hoặc là một vấn đề nữa là cái huyệt hai đằng sau hai lỗ tai của mình đó, hai cái trái tai đó, mình chỉ có thể lấy có thể chích có lấy một cái kim chích liền vào cái trái tai của mình cho nó nhỏ ra vài giọt máu. Đây là một cái mẹo nữa để mà mình giống như release, tức là tạo bớt cái sự áp lực trong cái một cái mạch máu nào đó. Cái này thì Hà chưa có nghiên cứu rõ ràng tại vì cái này của Đông y, thành ra họ cũng nói là bấm cái huyệt ở đây và làm sao để cho nó bấm cho thiệt mạnh và lấy làm cái kim chích vào đó, thì nó là một cái hình thức có thể giúp cho mình bớt được cái ngăn chặn cái sự nguy kịch của cái tai biến để chờ cái xe cấp cứu tới ha. Chứ không thôi thì nó sẽ gây cái sự ung của não bộ, ung ung máu ở trong não bộ.
Còn cái một cái nghiên cứu có khả thể khác là khi mà bác sĩ có thể lâu ngày thì nhiều khi có nhiều người bị gọi là bạn đặt bệnh động mạch phình. Cái này thì mình là aneurysm, thì mấy anh chị biết rằng là cái động mạch phình tự nhiên cái động mạch của mình nó mỏng, nó bị dày thì xơ vữa đó, còn là khác rồi. Còn bên này tự nhiên có một cái gì nó cóc phình ra giống như cái lốp xe đó, hoặc là mấy anh chị là thổi cái bong bóng dài đó, thì lâu lâu cái một hai cái bong bóng cái chỗ đó nó bị mỏng đi. Cái bong bóng đó thì mấy anh chị thấy nó mỏng đi, cái chỗ mạch máu nó lại phình vô ngay cái góc đó, và nó tạo ra là một cái balloon, tức là một cái bong bóng phình ở đó. Và nếu mà to quá thì tự nhiên nó bị bể ra, thì cái sự bể này thì rất là nguy hiểm. Nếu mà mình tới bệnh viện liền thì người ta sẽ dán lại, dán cái động mạch chủ đó, hoặc là người ta có thể rút máu ra. Nếu mà mình chẩn đoán trước được thì có những cái lúc mà bác sĩ đoán rồi bác sĩ dán dán cái mạch cái thành động mạch của mình lại, rồi cái cục máu nó từ 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 nó không còn máu luôn luôn nữa thì nó teo lại. Đó là những cái gọi là người ta gọi là hoặc là những cái người có bướu não, thì những cái bướu não hay là cái áp xe não thì những cái này thì biến chứng này cũng là một cái khối u tự nhiên nó tạo ra, thì vấn đề này mình có thể tìm được. Và những cái vấn đề viêm não, này thì cũng thường xuyên, nhất là những cái vùng nhiệt đới của chúng ta, hoặc không có đi chưa có chuyên sâu về vấn đề viêm não này, nhưng mà đây cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều tới cái sự tai biến, làm cho mình cơ thể của mình nó không có hoạt động được. Và mình cũng có những cái gọi là bú nước, rồi mình phải chụp chọc dịch. Cái sự viêm não này nó cũng đến thường xuyên, và có những cái trẻ em, thành ra mình cũng để cẩn thận và không biết chưa có bác sĩ như nào nó có nguyên nhân như thế nào. Nếu mà mình có cái những cái triệu chứng như thế này, mình thấy đau đầu hoài mà mình cảm thấy không có uống thuốc Tylenol nó vẫn không hết á, là đây là một cái triệu chứng mà mấy anh chị có thể xảy ra phát sinh đột quỵ. Là mình nhiều khi trong đó nó bị nghẹt một cái gì đó vì chóng mặt, hay là tự nhiên bất thình lình để mình quên, mình không hiểu chuyện gì xảy ra cho mình. Rồi thứ hai nữa, tự nhiên mình thấy mắt mình mờ đi, hoặc là mình thấy lần hai, đó là những cái người ta gọi là rối loạn thị giác. Mình không có thấy nó bộc lộ ra nhiều, nhưng mà mình có thể rằng là tự nhiên nó choáng choáng váng và mờ đi, thì đây là những cái trường hợp này anh chị nên ngồi xuống và kiếm cái chỗ nào đó và cho vô vát aspirin liền. Cũng giống như là mình tự nhiên mình đang nói cái gì đó mình líu lưỡi lại, mình líu líu hoặc là mình đớ lưỡi đó, thì người kêu là á khẩu đó. Tự nhiên nó khó chịu đó, hoặc là có vấn đề là không có nuốt được đó. Đó là những cái mà triệu chứng mà mình có thể khám phá ra đầu tiên hết. Đó là những cái khám phá đầu tiên hết, thì mình chỉ biết đây là những cái điều cần thiết, và mình chỉ tìm được liền, thấy được liền dấu hiệu, có thể tìm được liền. Thì mình để ý những cái đột quỵ này thường thường xảy ra với những cái người, thì hồi nãy là mình không phân biệt tuổi tác, 30 40 trở lên, nhất là phụ nữ trong cái thời kỳ uống thuốc ngừa thai, xơ vữa động mạch, hoặc là những cái hẹp động mạch vành vì cholesterol cao quá, như những người có bị suy tim, hoặc là những cái bị bệnh gọi là đái tháo đường, người hút thuốc, người có nhiều cái chất hồng cầu trong người, hoặc là những người có bị tăng lipid trong người, hoặc là những cái người có nhiều cái estrogen. Estrogen tức là những cái người có uống thuốc ngừa thai. Thì đây là những cái sự mà đứt mạch máu nè, hoặc là thì tùy theo cái độ bác sĩ sẽ trị liệu khác nhau. Khi mà mình thấy cái nguyên tắc đó, những cái mà tùy theo cái theo nãy giờ Hà nói là mấy anh chị cũng hiểu rằng là tùy theo cái tiến độ của cái sự đột quỵ từ 20 tiếng đồng hồ, 24 tiếng đồng hồ, 72 tiếng đồng hồ, hoặc là cái vùng não bộ nào nó bị
hư hại và thời gian hư hại nó sẽ xảy ra ảnh hưởng, ví dụ như tê, méo mặt hoặc là liệt nửa người, hoặc là có thể là mình nói là bán thân bất toại, hoặc là mình có thể nói là tay chân có những cái cử động bất bình thường. Thì bởi vậy là mình phải nhìn theo cái và mình phải biết nguyên nhân. Mình nếu mà mình không biết nguyên nhân thì mình sẽ không hiểu thêm cách nào để mà cho cái người mà mình biết được là người quen của mình sử dụng những cái dòng sản phẩm của mình được. Tại vì mình phải biết được và mình phải biết là bác sĩ đang trị như thế nào. Còn cái phần đột quỵ này á, thì nếu mà ở bên Mỹ mà mình biết liền, mình có thể tập thể dục ha. Không biết ở bên Việt Nam thì cái sự gọi là thể dục chỉnh hình, huấn luyện chỉnh hình, physical therapy sau khi mà bị đột quỵ này á, bao lâu, thời gian là bao lâu. Chứ bên Mỹ là phải tập cho tới cùng, đừng có bao giờ mà gặp những cái người mà đột quỵ như vậy thì nói là họ đừng có give up, đừng có đầu hàng, phải tập và gia đình phải tập ha. Cứ nhiều khi bác sĩ nói vậy xong là mình cứ để yên như vậy và mình sẽ bị mất cái cảm giác, tại vì có nhiều khi đột quỵ nhẹ đó thì những cái mà những cái dây thần kinh mà sinh hoạt của mình nó bị damage, nó bị hư đó, thì nó cần thời gian để mà nó nối lại, thời gian để cho nó lành. Bởi vậy là mình phải tập ha, nhất là cái bộ nhớ và bộ nói, về bộ nhớ và bộ nói. Thà có về Việt Nam thăm cái người bạn, tự nhiên cái họ bị tự nhiên thấy chóng mặt thôi, đi tới thì bác sĩ nói ồ anh bị tai biến vậy thôi, và cũng không có cho biết là cái tai biến là vào cấp độ mấy và hư hại như thế nào, nhưng mà cứ vậy thì cho người ta đi về. Sau đó đó thì Hà nói chuyện, thì khi mà Hà nói chuyện với cái người 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 bệnh nhân đó thì Hà biết rằng là người này còn chữa được, tại vì còn mới quá. Cái người này mình Hà quen ở trong Facebook chỉ có hình như là 3 tháng đã thấy, thì khi mà mình biết được rồi nó thì chỉ buồn là nằm một chỗ. Hà nói không, phải gain back the memory trước hết, là mình phải tạo cái trí nhớ mình lại. Nhiều khi tội nghiệp lắm, hỏi gì cho anh đang đang cho số nhà, ông phải chạy ra hàng xóm ông hỏi, tức là cái hỏi cái số nhà anh đang ở, anh biết cái con đường đi về nhưng mà không nhớ cái số nhà. Người ta gọi là short term memory, tức là cái bộ nhớ tạm thời của anh ta đã bị hư hại. Bây giờ mình phải giúp cho người ta nhớ lại, hoặc là những cái lúc mà mình với người nhìn về té một cái đứng dậy cái quên, đó là bị hư cái bộ nhớ, hư ngay cái bộ nhớ tức thời tạm thời của mình. Nên mình phải những cái đó có thể chữa được, không phải là chữa mà mình phải dùng cái sử dụng là phục hồi lại được, thì bằng cách là có nhiều cái therapy. Bây giờ hồi đó là nhìn, hoặc là cái con mắt á, tự nhiên nó nhìn lần hai và thấy cái gì cũng vậy, đánh chữ muốn đánh chữ V chẳng hạn thì là đánh chữ B hoặc đánh chữ C, tức là con mắt nó bị xéo đi. Và bây giờ sau cái sự tập luyện hình như là gần 3 tháng từ ngày Hà về bên Việt Nam Hà thăm, Hà cố khuyến khích và Hà cũng động viên và mọi người bắt đầu giúp cho anh ta để gain lại, phục hồi lại được. Bây giờ là đánh chữ thì đúng rồi, đánh tức là cái tầm nhìn đó. Hồi nãy Hà có nói là cái sự nhìn nó có vấn đề thì nhìn bắt đầu được và bắt đầu nhớ lại. Ví dụ như nghe bài nhạc thì rất là giỏi về nhạc, nghe bài nhạc bây giờ biết đó và nói không ra, bây giờ bắt đầu nói ra rồi. Đó là cái hay của cái sự mà gọi là tập luyện cái memory của mình trở lại, tập luyện cái trí nhớ của mình trở lại. Thì đây là những cái trường hợp mà mình có thể thấy được và mình có thể trị liệu được cho những người mà quen của mình. Ok, bây giờ thì mình chỉ có thắc mắc gì về cái vấn đề stroke nữa không? Rồi mình sẽ nói về cái vấn đề dinh dưỡng và sản phẩm sau. Ok, Uncle Dean. À, không biết là mấy anh chị có câu hỏi gì đó, mấy anh chị đánh vào phía dưới nha, hoặc là mấy anh chị bấm vào cái dấu bằng tay đi để mà mình có thể mình mở cái đường dây, mấy anh chị có thể hỏi liên quan tới cái đề tài mà hôm nay chị Hà nói chuyện đó mấy anh chị. Một số mấy anh chị có để mình có cái dấu bằng tay của chị Nguyễn Thu Hà. Nguyễn Thu Hà, hello Nguyễn Thu Hà.
Thu Hà Nguyễn, không biết anh chị có nói chuyện được không? Hình như là không nghe được. Rồi, ok. Một số mấy anh chị nào mà có câu hỏi trực tiếp đó, mấy anh chị có thể bấm cái dấu bằng tay đó, mấy anh chị hỏi cho nó nhanh. Mình có anh Duy Hồ. Hello anh Duy ơi. Duy Hồ. Duy Hồ ở Khánh Hòa. Ok, không nghe luôn. Rồi. À, mình có một số mấy anh chị viết cái câu hỏi ở dưới đây, mấy anh chị chờ mình chút xíu để mình đọc. Một số mấy anh chị đó có thể có cái câu hỏi nó khác là chú cái chị ha. À, chắc chị sẵn đây thì Được, sẵn. không sao cả. Bây giờ mình chỉ nói là như vậy đi rồi xong rồi có gì mình Người bệnh em tiểu đường thì dùng sản phẩm nào của công ty tốt cho sức khỏe? Câu này là câu nghe thường xuyên. Ok, tiểu đường mình phải biết á, tiểu đường có hai loại. Cái bài này thì Trinh với Hà cũng có nói rồi. Có nhiều loại tiểu đường lắm và cái sự tiểu đường bao lâu rồi. Tiểu Nếu mà tiểu đường loại 2, tức đường. là mà sau này á, tức là mà mình mới vừa sau này lớn tuổi thì vì lý do ăn gạo bột được nhiều đó thì thường thường cái này mắc phải ở người người Việt Nam của mình. À, và cái người này họ bị tiểu đường có cần có phải uống thuốc chưa? Bác sĩ có cho họ uống thuốc gì rồi thì mình phải lựa theo cái thuốc của bác sĩ uống. Ví dụ như là nhiều khi có nhiều người phải chích insulin, có nhiều người chỉ có control bởi cái sự ăn và sự uống thuốc mỗi ngày một viên mà thôi, một ngày 2 viên thì những cái sản phẩm của mình Pharmanex thì rất là tốt ha. Thì bây giờ đó, trước hết đó thì theo cái kinh nghiệm là mình phải uống cái Life Park Nano. Uống cái Life Park Nano, cái này là một cái chính yếu. Anh chị nghe chị Minh Nguyệt hoặc là Thùy Trinh cũng giống như Hà đã nói về cái cơ thể mình nó cần thiết cái Life Park Nano như thế nào. Đây là một cái sản phẩm gọi là độc đáo và hoàn hảo nhất trong tất cả những cái multivitamin mà Hà đã từng sử dụng qua. Nó đúng ra thì Hà sử dụng đây là cái loại multivitamin của một cái công ty thứ hai mà Hà cảm thấy quá sức là tốt. Chứ mấy anh chị nè, khi mà sử dụng thì gặp đâu vitamin ở đâu thì cái gì mua cũng được, nhưng mà Hà thì rất là kén. Thành ra các con của Hà là từ nhỏ lớn là vitamin phải từ một cái công ty phải có tầm cỡ chứ không ra ngoài chợ mà mua được. Thì sau khi mà mấy năm nay thì gia đình nhà Hà thì sử dụng cái là Pharmanex, dòng multivitamin của Pharmanex đó là Life Park Nano và Life Park Women cho Hà. Cái Life Park Nano, tại vì sao mà Hà giới thiệu Life Park Nano của những người tiểu đường là với những cái người mà tiểu đường loại 2, tại vì cái insulin so với cái sự mà breakdown, tức là cái sự mà làm sự biến hóa đồ ăn ở trong cái cơ thể của những người này họ không có được điều chỉnh đốn cho lắm. Người ta tìm thấy là từ cái sự mà gọi là chuyển hóa đồ ăn đó, trong cái cơ thể của con người nó cũng là một cái hình thức để đưa đến cái sự tiểu đường của người đó. Nhờ những cái hợp chất đặc biệt ở trong Life Park Nano làm tăng cái sự biến hóa đồ ăn và làm điều chỉnh cái carbohydrate ở trong cái người một con người với cái metabolism đó, hai cái sự biến hóa đó nó làm cho cái người tiểu đường tự nhiên, nhất là những người tiểu đường mới nhẹ hoặc là ấy, tự nhiên họ cảm thấy họ không cần uống thuốc nữa. Nhưng mà cũng nên uống thuốc, nhưng sau đó đi hỏi bác sĩ khám lại đàng hoàng rồi mình có thể ngưng thuốc. Thật thấy rất là nhiều người có cái benefit, tức là có những cái gọi là lợi ích sau khi dùng cái Life Park Nano. Mấy anh chị, cái công nghệ của Life Park Nano mấy anh chị rất là đã từng nghe, và mấy anh chị có cái gì cái cuối cùng cũng là Life Park Nano, nhưng mà thật sự đây là một cái gọi là tác phẩm và độc đáo nhất của ngành của dòng Pharmanex, là một cái mà sản phẩm mà mình có thể gọi là giúp cho mấy anh chị chỉnh đốn lại. Vì mấy anh chị cũng phải nhớ là Hà có cái câu châm ngôn là của cái Hippocrates nói là xin thực phẩm hãy là thuốc và xin thuốc hãy là thực phẩm. Cái câu này là cái câu đầu môi của Hà, nó giống như cái câu châm ngôn của một ông thầy của Hà là nói như vậy. Bởi vậy nếu mà mình những cái thực phẩm mà mình không đưa đủ vô trong cơ thể
thì cơ thể không có sự biến hóa và những cái chemical, những cái hóa chất ở này nó xúc tác ở trong cơ thể nó không đầy đủ thì nó sẽ sinh ra bệnh. Bởi vậy như cái Life Park Nano nó quá đầy đủ và nó rất là hay để cho nó biến hóa những cái thức ăn, biến hóa những cái hóa chất, những cái tiêu hủy những cái gì không cần thiết, giống như là điều chỉnh lại những cái gì trong cơ thể của mình lại cho nó đều đặn lại, thì tự nhiên mình sẽ cải tạo được, cải thiện được những cái căn bệnh mà mình có thể có đang có. Đó là Life Park Nano. Cái thứ hai nữa là nước gấc. Cái 64 lý do để uống nước gấc, mình chỉ phải đọc cái bài đó. Thì một trong cái lý do đó, 64 lý do đó, thì những người tiểu đường có thể uống được cái nước gấc. Và sau khi uống thứ nước một thời gian còn chừng 2 tháng hoặc 3 tháng thì cái lượng đường nó cũng điều hòa, dung hòa lại. Thì Life Park Nano cộng với nước gấc, và hãy hy vọng cái nước gấc của ở dòng Phật Manet nhé. Nên chỉ có cái những cái viên gấc, dầu gấc ở bên Việt Nam thì rất là tốt rồi, nhưng mà là họ lấy cái tinh dầu, còn bên này mình không phải lấy tinh dầu, mình lấy cái vỏ phía bên ngoài, cái thậm cái một cái chất đặc biệt ở phía vỏ ngoài của trái gấc á, thành là vỏ của cái hột á, cái sơ đó. Mấy chị ăn sầu riêng hoặc ăn thì đó, mấy chị là mấy chị có cái bọc ở ngoài cái sầu riêng đó. Thì cái đó là cũng có những cái hợp chất đặc biệt riêng, đặc biệt là trong trái gấc của G3 của mình nó có cái hợp chất đó, nó làm cho mình điều hòa trong cơ thể và nó giúp cho mình quân bình lại cái lượng đường trong trong cơ thể của mình. Và uống thì người ta nói ủa sao được gấc thì nó lại có chất ngọt mà, thì uống được không, tại vì mấy người tiểu đường là cử. Nhưng mà thật sự ra nếu 2 ounce thì chỉ mới bằng có nửa trái cam thôi, nên mình chỉ có thể uống được. Thì nếu mà uống nước gấc thì bớt đi cái lượng trái cây mà mình chỉ cần phải ăn uống trong cái ngày hôm đó, trong cái bữa ăn đó chứ không phải là ngày hôm đó. Tại vì mình chỉ có được 3 lần ăn trái cây cho một cái người tiểu đường, nhưng mà ăn cách khoảng, nếu mà ăn chung một lượt là có vấn đề, nhưng mà ăn riêng ra thì nó, tại vì mình chỉ cần những cái lượng đường đặc biệt khác nữa, chứ không phải là nghe nó tiểu đường tự nhiên ngưng, chè không ăn, đường không ăn, sữa không ăn, cái gì cũng không ăn, cái đó là sai. Mình chỉ phải hỏi lại bác sĩ về cái cách ăn uống của người tiểu đường, hoặc ăn tinh bột cũng ăn, với một cái điều kiện là cái gì cũng vừa phải thì mình biết cân bằng đó thì mình sẽ tốt thôi. Thành ra mình uống được 2 ounce nhé, 2 ounce nước gấc, đó là hai cái sản phẩm tốt có thể giúp cho người tiểu đường được hạ hạ xuống. Còn những cái sản phẩm khác mình có thể uống như bình thường, là nếu cần I formula, Bone formula, Catalyst formula, mình cũng nên sử dụng Catalyst, tại vì những cái người đó họ rất là cần về cái vấn đề sụn cá mập trong cơ thể của cái người đó. Thành ra cái supplement nào cũng có thể uống được với người tiểu đường. Mà hai cái supplement Hà mới vừa với vừa nói ra đó thì có thể giúp cho cái kiềm chế được cái tiểu đường rồi Ok ha. vậy ha, còn còn rất nhiều câu hỏi nha, mình còn khoảng chừng 20 cái câu hỏi ở đây đó. Thành ra bây giờ mình theo cái thứ tự đây, mình mở cái line này cho Châu Châu Lê. Hello Châu ơi. Dạ Ừ, sao khỏe không? dạ em khỏe không, cảm ơn anh. Châu nói là có mẹ Châu ở bên đang đang có mặt ở đó hả? Dạ đúng rồi, có mẹ em á, là cái triệu chứng đau nên mẹ em trình bày với chị Hà luôn á. Ok. Ok. Dạ, xin mời bác. Nói đi mẹ. Chào chị Hà, tôi là mẹ của Châu nè, giống điện thoại. Ấp mắt nói to to. Châu ơi, Châu cho mẹ mẹ đứng sát cái vai một tí, hay là bác nói hơi to tiếng một tí chứ không nghe được rõ lắm thưa bác. Cách nay 13 năm á, tôi bị xuất huyết não do cao huyết áp á, rồi bây giờ nó còn cái di chứng lại á, mà hiện tại là con người tôi bây giờ cái lớp cái mé bên mà hồi trước tôi bị liệt á, thì mỗi khi mà tay tôi mà tôi như là tôi thoa tha từ ở trên xuống cái chân á, thì cái tôi cảm thấy cái thịt tôi nó rát rát, nó làm sao đâu á, nó kỳ kỳ lắm, khó chịu á, với lại mỗi lần đi á thì nó như là cái cơ thịt tôi nó cảm thấy nó đau đó. Giờ chị có cái thứ nào mà cho tôi uống thêm để cho nó bớt cái triệu chứng đau đó hay không?
Tại vì tôi cũng đang uống lai vật nano á, con tôi nó cho đó. Ok thưa bác, như thế này, tại vì cái biến chứng của bạn mà bác đã bị stroke á, bị tai biến cũng là hơn 10 năm rồi. Thì những cái phần mà cái cơ thể đó nó không có được, nghĩa là nó lại tức là cái phần đó nó không có sử dụng được từ lâu, cho nên khi nó sẽ đưa ra những cái biến chứng như là đau, với tay thì nó cong lại, và những cái sinh hoạt ở phía bên đó không có được tốt đẹp. Như hồi nãy Hà có nói là mình nên làm lúc mà tùy theo cái độ mà mình bị biến chứng, hoặc là cái trị liệu của mình sau cái sự biến chứng nó sẽ gây ảnh hưởng của cái cơ thể của mình sau sau đó. Thì bây giờ gọi là bác đã bao nhiêu lâu rồi, thành ra bây giờ mình không có cải thiện gì hơn nữa. Về cái hiện tượng đau đó thì tất cả những cái người mà bị stroke đều bị cảm thấy đau giống như bác cả, chứ không phải là cứ một mình bác mà thôi. Và các bác sĩ cũng không có biết cách nào hơn, là tại vì cái phần đó nó không có, nghĩa là thứ nhất có nhiều người còn không có cảm giác nữa, còn bác thì có cảm giác tê đau thì là tại vì những cái dây thần kinh phía bên đó nó bị hư hại rồi ha. Hiện tại cũng có nhiều người complain, tức là họ cũng có giống như bác, nhưng mà bây giờ như thế này, mình có thể sử dụng bằng cách là có nhiều người tự nhiên cái da nó khô và nó teo luôn, cái cơ nó teo luôn, thì không bác bây giờ bác còn đi cái chân đó có teo cơ không nhỉ? Xong mà tôi vẫn làm việc được, đi chợ nấu ăn rồi được. Cả hai bên luôn. Dạ không, một bên à, Trái làm bên trái. dạ thì đúng rồi, một một bên thì một bên khỏe thì bác vẫn là đi chợ nấu ăn, còn bên kia thì cái chân kia bác phải lê theo. Không, nó vẫn đi thì bình thường thôi, nhưng mà cái triệu chứng trong cái thịt á, nó cứ căng ra, ngồi hoặc nằm hay gì á, cái thịt mình cảm thấy như nó căng cái thịt ra vậy á, rồi nó Ồ, đau. dạ. Ok. Cái trường hợp này thì mình có thể cho bác uống được cái bác có còn bị huyết áp cao không bác nhỉ? Không, giờ nó bình thường rồi, nó cũng 12,8 hoặc 13 thôi. Dạ, mười mấy bác? 12,8 12,8. hoặc 13. 12, 13, mà bác sĩ có đang cho bác uống thuốc huyết áp hay không? Vẫn uống, tôi vẫn uống huyết áp mỗi ngày. Ok, nếu mà đây nè mấy anh chị nghe nè, huyết áp bình thường 12, 13 thì là bình thường đối với những người lớn tuổi. Ok, tốt. Nhưng mà mình câu hỏi kế tiếp là mình có đang uống không? Tại vì nhờ cái thuốc đó cho nên khi nó mới hạ xuống, chứ nếu mà bác mà không uống cái thuốc đó tức là bác bị bệnh cao huyết áp ha. Đó là hồi xưa bị cao huyết áp, bị stroke và bị tai biến, và hiện tại bác vẫn còn trong tình trạng tăng huyết áp. Vậy thì cái Vitality sẽ là không có cho bác uống được. Cái kế tiếp á, thì mình có thể mua nano CoQ10, nano CoQ10 em ha. Xong rồi á, là mình cho bác uống, có thể cho bác uống được cái đông trùng hạ thảo, là hai thứ đó cũng thể làm cho cái huyết mạch của mình và giúp cho bác đỡ cái vấn đề đau đớn phía bên bên cái tay phía mà bác đang bị đó. Thì tại vì cái nano kia nó có hình thức là nó giúp cho mình tạo lại những cái enzyme cần thiết ở trong cái mitochondria của mình, nó đi vô trong cái level ở trong cái những cái molecule nhỏ ở trong cái cơ thể của mình để tạo những cái tế bào mới. Nó giúp cho mình có được những máu máu và những cái hạ cái blood pressure, tức là nó làm giúp cho cái huyết áp của mình nó được điều chỉnh đàng hoàng, tốt hoàn chỉnh tốt, và nó giúp cho mình sẽ không có những cái người mà họ thấy là bị giống như là chấn thương những cái tế bào, nhưng phải những cái dây thần kinh đó, thì cái enzyme này coenzyme enzyme 10 này nó cũng giúp cho người ta được bớt, làm cho những cái mà những cái mạch máu nhỏ này nó được nuôi lại, nuôi trở lại, và nó giúp cho những cái cái tế bào này, tế bào mà của cái dây thần kinh hệ đó, thần kinh hệ đó, nó được tốt đẹp hơn, tạo nhiều cái khí oxy trong cái vùng mà mình cần thiết, có những cái
Xin đặc biệt ở trong cái CL10 này, nó giúp cho bác được tốt ha. Đó là ba cái mà mình có thể giúp được cho bác bây giờ. Rồi Chị nếu Hà cho được thì hỏi à, dạ sorry chị à, để cái bác nano kem đó chị, ừ mẹ đang uống lai bạc nano á ừ thì uống kèm với CoQ10 nè chị. được được trong Lipark Nano đã cũng có một ít trong đó nano CoQ10 rồi, em lật cái hình ra em cũng thấy rồi nha. Nhưng mà bây giờ mình muốn tăng thêm cái sự luân chuyển ở trong dòng máu của mình thì em có thể cho nano CoQ10 được, Cái đông trùng hạ thảo mà chị nói có phải là Codimax không chị? là cái Conemax đó em. Dạ ok, em cảm ơn chị. Tại vì bây giờ là mình phải làm sao mà tăng cái sự luân lưu của máu, cái sự luân chuyển đó. Đó. Supply Đông trong máu trong người của bác. dạ, cảm ơn cô Hà nha. Dạ, hy vọng bác sẽ hết. Em có thể bây giờ nha, em có thể xài cái galvanic của mình đó em. Xong kia em bỏ cái firewalker ha, em bôi lên trên chân cho mẹ. Cái em lấy cái đầu của cái mà có gợn sóng á, em bỏ vào một tí body gel, em massage cái chân của mẹ em bằng cái firewalker một ngày một lần, xem thử mẹ có bớt đau và mẹ có thể đi lại được bình thường không. Cái firewalker là sức ở bên trong trước rồi body gel sức ở ngoài rồi dùng cái số 4 luôn hả chị? Cái galvanic Đúng đúng 3. đúng 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 Dạ. Ok, em cảm ơn chị nhiều. rồi 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 Ok rồi, bây giờ đó mình còn Xin lỗi. còn quá Lâu. nhiều câu hỏi không biết làm sao mà giải quyết. Bây giờ đó mình chị chịu khó chút xíu nha, mình đi cái người kế tiếp. Chị Hà cho em hỏi, đi khám mắt bác sĩ nói mắt bị nhược, biểu hiện thì thấy mờ, vậy nên dùng sản phẩm nào của công ty là phù hợp nhé? Ok, mắt bị nhược. Nhược này là phải yếu không? Kém mắt Đúng này là viễn rồi, thị hay là loạn? À, thì cái chữ nhược, mắt bị nhược rồi, nó hơi bị vê, tức là quá rộng rãi. Ví dụ như là bị cườm ha, bị màng che ha, hoặc là bị retina, tức là võng mạc, võng mô có vấn đề. Bên này nhược tức là yếu thôi. Nếu mà em mà yếu mắt thì em có thể uống, nếu mà sử dụng ở Lipark Nano rồi thì thôi, còn nếu mà chưa sử dụng Lipark Nano thì em nên uống hai thứ, tức là Eye Formula. À, cái Eye Formula sẽ có một ngày nói về cái Eye Formula của mình, tại vì công ty sắp sửa ra một cái Eye Formula mới. Mới nghe Phượng là đọc cái article của Phượng Lê thì mình sẽ nói về đó, nhưng mà hiện tại em mua Eye Formula và nước gấc em uống dùng cho chị chừng vài ba tháng, xem thử con mắt có cải thiện được hay không nhé, và rồi hy vọng nó sẽ giúp cho em sẽ được tốt, em thấy rõ ràng hơn. sản phẩm nào của Formanex hỗ trợ bệnh đột quỵ đó, như là để ngăn ngừa, có cái gì để ngăn ngừa cái bệnh đột quỵ á? Ngăn ngừa bệnh đột quỵ thì bởi vậy thì Hà cũng mong mấy chị nè, thứ nhất là cái sự ăn uống của mấy chị nè, bớt ăn mỡ nè, bớt ăn mặn nè, tập thể dục thường xuyên, phải tập thể dục trên 30 phút nha. Mình tài chi thì đó thì là cũng tốt rồi, nhưng mà nó cũng phải 20 phút cho tới 30 phút. Đi bộ là những cái hình thức mà có thể giúp cho mình giảm giảm lại cái chứ còn rồi xong rồi mình uống Marin Omega. À ha, mình uống Marin Omega đó là một cái hình thức chống đột quỵ rất là tốt, và mình uống Lipark Nano. Đó là những cái mà gọi là dễ dàng nhất cho mình. Ừ. Rồi, bệnh nhân 54 tuổi bị tai biến đợt 2. Đợt 2 không biết là sao đây, lần thứ nhì hay là Đợt đợt hai tức là bị lần thứ hai. đang tập đi lại bị ảnh hưởng thần kinh ai à khóc bị ảnh hưởng đến thần kinh khóc, tức là ai đến cũng khóc. Chị Hà cho biết lời khuyên nên dùng sản phẩm nào? Ok, cái này là vào cái nó thì mình cái cấu trúc của não bộ của mình tức là ổng bị trúng cái emotional sector
tức là không phải là bị cái vùng cái thần kinh mà về về cảm xúc nhà cái cảm xúc đó, cái cảm xúc đó là bị cái này là đa số là đều bị hết. Cái vùng này thần kinh nên nó ảnh hưởng tới cái sự suy nghĩ của mình. Và vậy thì bác này có nói được không? Có còn nói hay là cái bộ âm để Hà xem thần kinh cảm xúc. Ok. Thì bây giờ như thế này, đợt hai rồi, tức là trong người của ông ta đã bị 2 lần, tức là tai biến như vậy là stroke rất là cao, là bị huyết áp rất là cao rồi mà không để ý nên chi mới có xảy ra lần thứ hai. Và cái này đó Hà nghĩ rằng là nếu mà bây giờ nên cho bác những cái activity, không biết là ở bên Mỹ hay ở Việt Nam, thì những cái activity ở đây đó nó có những cái therapy, rất là mình phải cho họ đi học để mà họ không có bị ngồi đó mà suy nghĩ những cái cho cái bộ emotional của mình, cái bộ mà cảm xúc của mình đó nó tăng trưởng lên, ha, kích hoạt lên. Đầu không hiện tại thì với mình á, những cái người mà bị cảm xúc mà không có bị stroke đó thì Hà đề nghị là cortisol liền. Đầu đầu hết là mình cho họ uống cortisol để họ không có bị cái testosterone ở trong người của họ, và họ được cái hormone nội tiết tố nó được balance thì họ sẽ không có bị cảm xúc nhiều, và họ sẽ tốt. Nhưng mà hiện tại Hà không biết cái người bệnh nhân này kỹ về cái vấn đề nội tiết tố, và Hà cần phải biết thêm chi tiết thì mới có thể được. Thì có gì thế anh vô email của Hà, alohanuskin.com, alohanuskin@gmail.com, hay là vô trong Facebook đi. Aloha Nuskin viết dính nhau hả? Dạ một chữ nữa. Gmail. Cảm ơn chị, mình có Aloha Nuskin@gmail.com. Hay là một số mấy anh chị mà có trang Facebook đó, thì mấy anh chị có thể hỏi thêm vào trong đó. Tại vì mình hôm nay thì cũng có khá nhiều câu hỏi đó. Thành ra thấy là trong Nếu tương mà lai dạ mình cũng có một câu hỏi chung chung thì được. Vâng. Ok, thì bây giờ đó mình có những cái câu hỏi kế tiếp đi. Mình còn một vài phút nữa. Có một số mấy anh chị nói là ở Việt Nam chỉ có Omega với Tea Green thôi đó, nhưng mà một số mấy cái sản phẩm khác đó mấy anh chị có thể đặt mua ở Mỹ được, nếu mà anh chị là distributor, tức là nhà phân phối của Nu Skin ở Việt Nam. Ok, tóc bị bạc sớm đó thì có thể sử dụng L2 đó. Một số mấy anh chị cứ nên thử cái sản phẩm đó. Mình có một cái câu hỏi khác là em có người bạn bị ngã và bị cong đốt sống lưng, cong đốt sống lưng, hiện nay không ngồi lâu được 2 phút, thì vậy dùng cái sản phẩm nào là phù hợp nhé? Cái này phải đi bác sĩ Đi bác sĩ. để mà chỉnh hình cái lưng lại. Đúng, ở đây thì ở bên Mỹ thì có chiropractors đó, còn không thì đi những cái thầy mằng ở bên Việt Nam đó, hoặc là đi những cái kéo ra cho nó thẳng, chứ còn nếu không thì nó sẽ có nhiều vấn đề khác trong tương lai. Ok, bây giờ đó một cái sản phẩm, một cái câu hỏi khác về Nu Skin. Nếu mà da bị nhạy cảm và không phù hợp với bất cứ các loại mỹ phẩm nào đó, thì Nu Skin có sản phẩm nào dành cho loại da này không? Thì cái da này thuộc loại khó chịu nè. Da khó chịu mình đối với sản phẩm của Nu Skin so sánh với những cái sản phẩm ở ngoài thì 99.9% không có tạp chất, cộng với những không có chất tinh dầu, là toàn là water base thôi, tức là tất cả những cái sản phẩm này nó không có những cái dầu để giữ giữ lại và ở làm cho hư cái lỗ chân lông của mình. Đó là hai cái điểm tối ưu. Cái điểm tối ưu thứ ba là chemical free, tức là không có hóa chất, không có tạp chất là một rồi, không có dầu là hai, không có những cái hóa chất đặc biệt nào có thể ảnh hưởng tới cái da của mình hết. Mình nên thử nha. Bây giờ đó với những cái người này thì mình sử dụng cái bộ Neutral Central, có một cái bộ mà cho tất cả những cái da khó chịu nhất sử dụng. Bộ này thì cũng rẻ tiền thôi, mấy anh chị không Việt Nam thì không biết có không, nhưng mà vô nuskin.com đó anh chị có thể xem cái bộ này. Mình mua cái bộ sensitive á, là da nhạy cảm á, mình về mình rửa mặt, mình có thể sử dụng bắt đầu bằng cái bộ này.
nếu mà khó chịu nữa thì nếu mà mấy anh chị bên Việt Nam á, nếu mà thấy khó chịu và muốn bắt đầu sử dụng bộ rửa mặt mà mình có thể xài cái Napka NAPCA trước, tập làm quen với sản phẩm mới. Cái NAPCA là một cái sản phẩm độc đáo, nó có thể giúp cho cái làn da mình lúc nào cũng giữ cái độ ẩm đặc biệt và làm cho da mặt mình lúc nào cũng tươi mát cả. Bởi vậy cho nên khi mình anh dùng cái người này có xài NAPCA trước, nếu Việt Nam thử nếu mà thấy tốt thì lúc đó mình bắt đầu sử dụng cái dòng sản phẩm này. Đó là cái sản phẩm an toàn nhất để mình thử. Rồi còn một cái sản phẩm nữa tên là Enhancer. Mình có thể mua cái gọi là Enhancer Conditioner Gels để mà bôi lên trên mặt trước khi sử dụng những cái sản phẩm nào mà mình muốn. Hay là giúp cho nó có một cái màng để che cái tạp chất nó ăn dưới cái da. Nhiều khi cái da này á, họ khó chịu là tại vì xài những cái tạp chất dầu gội đầu hoặc là xà bông tắm của cái thời gian ngày trước rồi, nó tích lũy ở dưới, thành ra bây giờ bỏ cái gì lên nó cũng bị phản ứng ra. Bây giờ mình cũng có thể lột bằng cái mặt nạ bùn, tức là Clay Show Mud Mask, trong một vài tuần trước khi sử dụng những cái sản phẩm nào của Nu Skin. Ok mấy anh chị, bây giờ đó mình còn cũng khá nhiều câu hỏi đó, nhưng mà mình không có đủ giờ đó mấy anh chị. Mình đề nghị với mấy anh chị là viết cái email trên cái địa chỉ của chị Hà đó, mấy anh chị có thể viết lại. Sau này chắc mình phải tìm một cái phương tiện đó chị Hà để chị nói, Dạ. tại vì nếu mà viết thì nó lâu lắm. Thành ra trong tất cả những cái câu hỏi đó, có thể là mình thâu vào một cái conference call đó chị Hà. Hoặc Dạ. là mình gửi cái đường link nó ra, hoặc là mình sẽ post. Bây giờ đó thì mình sẽ cố gắng copy hết những cái câu hỏi ở đây, hay là mấy anh chị gửi cái câu hỏi mà anh chị về cái địa chỉ email mà mấy anh chị thấy ở trong cái màn hình đó. Rồi trong một cái thời gian sớm nhất mình sẽ gửi mấy anh chị một cái link. Mấy anh chị cứ bấm vào đó và nghe cái câu trả lời mấy anh chị ha. Đây là cái cách để mà mình có thể tiết kiệm được cái thời gian, chứ còn cái thời gian cái 1 tiếng đồng hồ thì nó đã quá rồi đó, và chị Hà chị cũng cần phải phải trở lại làm việc. Thành ra một lần nữa cảm ơn các anh chị đã theo dõi, cảm ơn chị Hà rất nhiều, và chương trình mình sẽ tiếp tục trong cái tuần tới cũng vào giờ này mấy anh chị. Chương trình hôm nay đó sẽ được thâu lại, mấy anh chị trên trang Facebook có thể xem, hoặc là vào cái trang để mình viết ở dưới này để cho mấy anh chị thấy luôn, tức là vào cái trang youtube.com xuyệt Đinh Nguyễn số 1. Mấy anh chị vào đó đó thì mấy anh chị sẽ thấy cái bài thâu lại của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rồi cảm ơn chị Hà rất nhiều. Have a good day. Mấy anh chị ở Việt Nam thì chúc mấy anh chị ngủ ngon, và hẹn gặp lại mấy anh chị vào ngày mai cũng vào giờ này. Sẵn đây thì thông báo luôn cái chương trình ngày mai đó.